các bạn, chào thứ hai. Hôm nay Nam sẽ ăn bánh mì thịt của Việt Nam. Trời, ở đây người Mỹ họ rất là mê bánh mì Việt Nam nha các bạn. Có một người làm chung Nắng Ấm, thấy Nắng Ấm chuẩn bị bánh mì á, thích quá trời, và Nắng Ấm sẽ uống cái nước juice này nhé. Ok, thôi bắt đầu ăn thôi. Cây kè quá trời trái nè. Bây giờ hai trái này nó chín rồi thì mình sẽ hái nó vào nhé. Đó, hấp dẫn chưa? Dễ thương không? Ồ, cái này phải cắt đi. Đã. Hái vào luôn. Ồ, cái này cũng bị sâu ăn nè. Mình phải cắt cái phần sâu ăn đi mới ăn được. Đó. Bạn chào buổi trưa thứ tư. Thì hôm nay Nắng Ấm có chicken tostada salad. Thì trong này mình rất là nhiều cái rau. Cái này là bắp mà họ nướng nè. Có chicken là gà nè, rau. Và có cái món này. Cái này là cái chip này nó mặn lắm, cho nên Nắng Ấm sẽ không bỏ vào. Và có chi, có salad, rồi có cái nước sauce. Nói chung ăn cũng ok. Thì bây giờ Nắng Ấm ăn thôi. Hello các bạn, hôm nay là thứ tư, Nắng Ấm order cái iPad mới. iPad 128GB màu gold. Thì mình làm ở hãng cho nên được giảm giá khoảng 10 đô. Và thuế 38 thì cái iPad mới 128GB là 463.85 sen. Khi mà mình có hàng, mình unbox thì mình sẽ quay cho các bạn xem nhé, để sửa video cho dễ dàng hơn, tốn tiền. Hello các bạn, Nắng Ấm mới mua cái iPad cover 9 đô. Đây nè. Đây là món mà Nắng Ấm sẽ order cho thứ tư tuần sau. Ở dạng như giống như là kiểu đồ ăn Hàn Quốc vậy đó. Là mũ tình á. E vô mũ e. A vô này là á nè, thì bây giờ cái chân thêm cái này nữa. 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hello các bạn. Chào thứ sáu. Hôm nay là ngày thứ sáu, Nắng Ấm mới đi làm về và ba có đút bánh xè và sẽ ăn. Hy vọng là ngày mai nếu mà Nắng Ấm có đi đâu chơi thì mình sẽ quay vlog. Và tuần này không có nhiều video, mong các bạn thông cảm nha. Tại vì Nắng Ấm dành thời gian cho gia đình với lại đi làm cũng hơi bận rộn. Nhưng mà sẽ có video dài dài. Ok, chúc các bạn một tuần thật là vui vẻ. Hôm nay ba Nắng Ấm nấu bánh xèo. Đây là bột bánh xèo nè. Làm bánh xèo, chút bánh xèo. Và có giá và hành, có thịt nè, có thịt, và có cái này là đậu xanh, và đây là rau. Nóng chả. Nóng chả. Đó, đây là một cái bánh xèo đã được nấu. Đó, đầu bếp chỉnh sửa. Xèo ha, xèo dữ ha. Trong bột này ba có bỏ cái gì đặc biệt không? Hay là những nước thôi? Dừa. Nước cốt dừa hả? Ờ. Rồi bỏ hầm thịt vô. Đó. Cho thịt gà cho nó heo tí. Thịt heo. Thịt gà vô. Đậu xanh. Rồi có giá không? Bỏ giá. À, đậu xanh từ từ. Đó, bây giờ bỏ giá vô nè nha. Mấy cái đồ bữa mua chợ Việt Nam đó. Chứ không thì bỏ con giá còn. Đó, bây giờ đầu bếp đã đậy nắp lại. Đó, khi cứng thì mình bỏ ra ăn thôi, rất là hấp dẫn. Có vẻ giòn rồi ha bà ha. Nó chạy rụt rụt cho nên nó khỏi dính như vậy. Thôi để từ từ nó giòn. Giòn cái da rồi.
Chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Việt Sao Nắng Ấm ngày hôm nay. Hôm nay ba Nắng Ấm làm bánh xèo. Đó, rất là ngon. Trong này có thịt nè, giá với lại hành, với lại đậu xanh. Đó, rất là hấp dẫn. Rồi chúng ta có rau xà lách nè, cái này là ngò nè. Rồi cái này là dưa leo và rau thơm, rất là nhiều luôn. Đó, hấp dẫn chưa? Và ở đây ba có bào sẵn, cái này là cà rốt nè, xong rồi Nắng Ấm bỏ vô chút đường, chút muối với lại chanh nó trộn lên để làm chua chua. Thì bây giờ mình sẽ ăn thử. Chút nữa Nắng Ấm sẽ ăn với salad với lại rau thôi, không cần bánh tráng, nhưng mà bây giờ đang quay video á, ăn cho nó gọn á. Thì đây là miếng salad nè, bỏ vào đây. Sau đó bỏ một nửa cái bánh xèo. Hấp dẫn quá. Đó. Đó, tùy theo cái đó, bỏ một miếng dưa leo vào đấy. Dưa leo, đó. Rồi rau thơm. Đó. Rồi bỏ thêm một chút dưa chua, hồi nãy ba có bỏ xào nè, chua cho nó chua chua ngọt ngọt, hoặc bỏ cái này vào nước mắm á, chấm ăn cũng được, cái lúc mà mình chấm á. Rồi cái này là ngò. Đó, bây giờ mình sẽ cuốn lại và ăn thôi. Các bạn cũng có thể ăn cách khác là lấy một miếng salad bự, bỏ đầy đủ vô xong cuộn rồi chấm thôi, chút nữa Nắng Ấm sẽ ăn. Bây giờ mình review thì ăn nó gọn gàng đó. Bây giờ nước mắm nè, ba Nắng Ấm làm cũng bỏ. Nước mắm thì dễ làm, mình có chỉ nhiều lần á. Ồ, cái này nó rớt ra. Dưa chua với lại bánh xèo rất là ngon. Giòn nè, mùi phết của rau, chua chua ngọt ngọt của nước mắm. Bánh xèo rất là giòn. Đó. Bánh xèo này ba Nắng Ấm bỏ nhiều đậu xanh á, nó rất là ngon, nó rất là bùi. Rất là ngon. Mình cũng có thể lấy một miếng bánh xèo không nè, để mình chấm nước mắm mình ăn thôi. Đó, ngon. Ở bà má Nắng Ấm mà tới nhà chơi ở sướng lắm, đi làm về có đồ ăn sung sướng, chứ không thôi bây giờ phải lụi thụi tự nấu ăn. Bây giờ còn có bánh xèo nữa nè đó. Hấp dẫn luôn. Ok các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại video sau. Bye.